tin lời mẹ của em. Có một hôm mày nói thế này, chỗ mẹ con nói mày nghe, mẹ xin mày ra nhưng mà nó thật sự mày rất là gian. Nói chung là cặp mắt của mày gian lắm. Mời bạn nam. Chào bạn. Mời bạn nữ. Chào chị Cát Tường, em chào anh Việt Linh, chào các bạn khán giả. Chào bạn, bạn có thể giới thiệu về mình. Em là tên Thủy, em 25 tuổi, hiện tại em đang là chủ một doanh nghiệp tư nhân chuyên nhập khẩu hàng từ bên Mỹ và phân phối trong siêu thị. Wow. Làm chủ. Em chỉ là người giống như đại diện giám đốc kinh doanh vậy thôi chị. Cũng có người yêu rồi đúng không? Dạ, em cũng trải qua 3 mối tình rồi anh. Mối tình gần đây nhất là nó rất là tình cờ, lúc lần đầu tiên em đi cast. Bạn muốn hẹn hò, xong thế là em về em kháng nước, vô quán nước em uống. Em uống xong em thấy một cái bạn nam, em rất là thích những cái bạn nam mà thư sinh, trắng trẻo, rồi họ đang ngồi đọc một cái quyển ngôn tình mà em rất là thích ngôn tình nữa. Thế là em gọi ly nước, em ngồi gần. Chủ động. Mời bạn trai. Em xin chào anh Quy Linh ạ. Chào chị Cát Tường, chào mọi người. Em tên là Phạm Thái Phương. Công việc hiện tại đang quản lý một bộ phận xuống nhập hàng. Bên kia 3 mối tình ạ? Đúng rồi anh. Bên này 2 mối tình. Gần nhất là mới là hợp đồng chia tay, cái đây cũng là 1 năm rồi. Hợp đồng chia tay là sao? Mình nói cho nó nhẹ. Quê bạn ở đâu? Dạ em sinh ra lớn lên Bình Định ạ. Bạn gái quê ở đâu? Em quê gốc cũng ở Bình Định đó chị. Ồ, vậy là cùng quê rồi. Đồng hương rồi anh ơi. Nhưng mà lý do tại sao mình chia tay? Niềm tin nó không vững, rồi nó thiếu đi sự chia sẻ với hai người. Không có niềm tin, không có chia sẻ. Đúng rồi. Chia tay. Còn bạn gái? Bạn đó giấu em mà đi giải quyết nhu cầu sinh lý theo một cái kiểu mà mua bán á chị. Em một khi yêu là em rất là cuồng nhiệt, nhưng mà em tuyệt đối không quan hệ trước hôn nhân. Nếu như mình yêu nhau, mình đặt vấn đề sống thử đi, bạn nghĩ sao? Em nghĩ nó cũng bình thường thôi ạ. Nếu như bạn nữ không đồng ý sống thử thì bạn nghĩ sao? Dạ cũng không sao. Không sao. Có gì sao cũng được. Dạ đúng ạ. Nhưng mà em là không, em phải sau hôn nhân, trước hôn nhân là em no. Đồng ý. Đồng ý. Rồi đồng ý. Hơi mâu thuẫn với nhau ha. Bạn sẽ tìm một người phụ nữ thế nào để hợp với mình? Em thích một người phụ nữ nhỏ nhỏ xinh xinh. Em không quan tâm về vấn đề ăn mặc ạ. Em thích hiện đại, có thể một chút đã sexy. Là một người sống nội tâm một chút tí. Ưu điểm của em là gì? Dạ em là một người sống hợp bác. Nấu ăn hay là nữ công gia chánh hay là mấy cái đó là không là vấn đề gì với em cả. Khuyết điểm của mình là gì? Hơi nóng tính một chút xíu. Nhưng tại sao em không tìm được một nửa của mình? Cái môi trường làm việc của em á, cái người mà cùng em nói chuyện hợp tác làm ăn rồi đó, thì họ có gia đình hết trơn rồi, họ đều lớn tuổi. Trợ lý của những người đó rõ ràng em nhỏ tuổi hơn, nhưng mà cứ gọi em bằng chị. Em không biết làm sao. Ngay bước đầu đã chặn đứng rồi. Thì đâu có thể nào mà tiến hơn được. Nam, bạn có ưu khuyết điểm gì? Cái ưu điểm của em là em có thể thiết lập được cái mối quan hệ giao tiếp đó. Vậy đúng rồi tiếp. Dạ đúng rồi, em giỏi những cái việc vặt vãnh lắm. Em làm bánh được, nấu cơm, có thể một mình em có thể thiết kế được một bữa tiệc. Hai người vậy đó, nấu tiệc luôn khỏi. Hay ha. Còn cái khuyết điểm của em là em cảm thấy mình là người sống hơi bị tình cảm. Tình cảm nó hay bị chi phối một số quyết định của em. Hôm nay bạn có đi với người thân không? Dạ có, em đi cùng với anh trai và chị dâu của em ạ. Xin chào chương trình, xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Là về ngoại hình thì hai bạn rất là hợp, hai em rất là hợp với nhau. Bạn nữ có một điều là bạn sinh năm 91, thì nhìn về bề ngoài bạn có vẻ nó hơi chuẩn hơn, lớn hơn một chút. Em rất là xinh đẹp, dễ thương, và lại nhìn có vẻ rất là thông minh. Thì chỉ cần em tiết chế em một chút là em sẽ thành công ngay. Tiết chế gì anh? Về cái tôi của mình, phụ nữ đã đẹp mà giỏi thì rất khó tìm bạn trai. Xin lỗi, em không có cố ý cắt lời anh đâu ha, nhưng mà ví dụ như bạn đời của em rất là tôn trọng ý kiến của người đó, chứ không có muốn phải ta đây thế này hay kia. Vậy còn mình có đi với người thân nào không? Dạ em có đi với người dì ruột của em. Chào chị. Dạ chào chị Nguyên Linh. Chào tất cả các bạn. Về bề ngoài nhìn á tương đối ổn, rất là hợp nhau. Cái lúc này thì cả hai phải tạo cơ hội cho nhau, cho cả hai thôi, mình phải tôn trọng nhau. Cảm ơn gì. Mình có cái năng khiếu gì không? Em mọi thứ em đều biết chút chút. Nấu ăn, ca hát. Ca hát đi, ca hát cho nó vui lên chút xíu. Lòng buồn vời vời xa xăm, gợi lại kỷ niệm khôn nguôi. Thương khói lam ban chiều, và mai tranh thôi còn nằm nơi. Dạ thôi ạ. Hát bài gì vui vui tặng bạn gái đi. Năm tháng xa vời, đời có vui với ai? Tà áo em xanh màu, cho mối duyên tình thơ. Bạn có ngại khi dùng một người vợ mình sau này là một người giỏi giang công việc ở bên ngoài, về nhà cũng đảm đang, thì bạn có lo là người ta giỏi hơn mình không? Dạ không ạ, em nghĩ là em sẽ biết cách làm cho điểm mạnh của người này, điểm mạnh của mình nó sẽ hòa nhịp với nhau. Không phải là ai cũng phải chịu phần hơn hết.
nhìn có vẻ vẻ gian gian. Có ai nói bạn vậy không? Dạ có chị. Chung là em rất tin lời mẹ của em. Có một hôm mẹ nói thế này: chỗ mẹ con nói mày nghe, mẹ sinh mày ra nhưng mà nó thật sự mày rất là gian. Nói chung là cặp mắt của mày gian lắm, mày nói chuyện mày phải cười, mày mà không cười là gian. Đó, cái chuyện gì nữa đó, đó. Nhớ kể là cô chị mà cái mắt bạn cũng gian gian. Đúng rồi, đúng rồi. Nên em lúc này cũng tạo cảm giác nói chung là vui vẻ hết. Nhưng mà thật sự trong lòng mình có cái gì không? Không, em cũng gian. Dạ không à. Ôi. Chắc không? Chắc, thề luôn á. Thề luôn. Dạ. Đó, thấy chưa? Cái nhìn liếc lên cái cũng gian nữa. Không mà ta thề thì thôi mình cũng ráng tạm tin đi. Ai. Hay dạ. Đây, thử anh hỏi cô gái này xem nào nữa không? Ai, chào bạn. Bạn có nghĩ rằng nếu như người phụ nữ trong gia đình á thành đạt, làm lương nhiều hơn người chồng, bạn xử lý như thế nào? Là người phụ nữ trong gia đình lúc nào cũng phải nhường nhịn một tí so với cái ông xã của mình. Thôi được rồi, không nếu sao xử lý vậy là tốt rồi đấy. Dạ. Kéo màn lên, các bạn có 2 phút để gặp nhau, trò chuyện và đồng ý hẹn hò hay không. Bắt đầu. Bớt gian chút nha. Anh thấy sao? Dạ. Dạ ok ạ. Okay à. Dạ. Sau 2 phút này có thể việc bấm chuông không bấm chuông thì mình không nói trước được. Dạ. Nhưng thật sự là anh rất là bất ngờ. Và thật sự là cảm ơn chương trình rất là nhiều. Bây giờ anh không nghĩ là chương trình lại có thể kiếm được một người mà giống như những gì anh suy nghĩ như thế. Anh học ngành gì anh ạ? Anh đang học thạc sĩ bên ngành hóa. Em cũng gần gần đó. Em thực ra là kỹ sư sinh học. Làm rồi va chạm em mà thấy mình máu kinh doanh nhiều hơn. Thế là em lại nhảy vào cái này. Được á. Chồng học quá, về nữa về làm xà bông mà bán cũng được. Vợ kinh doanh, chồng làm xà bông, làm nước rửa chén rồi đó. Anh ơi, em cũng kinh doanh xà bông quá anh. Ôi dạ. Em đang nhập khẩu xà bông em bán. Ồ, nó chơi được rồi đó. Người ta. Trời ơi, anh là đang người là phối công thức sản xuất xà bông. Wow, em tâm nói chuyện tình yêu, nói chuyện tình yêu. Không biết anh có hay ghen không ạ? Anh ít ghen lắm em, nhưng mà anh kiểm soát được. Mỗi người như em và như anh đều rất là thoáng trong cái cách giao tiếp. Cho các bạn 5 giây nói với nhau mỗi người một câu ngôn tình hay nhất. Sau đó chúng ta quyết định bấm nút hay là không bấm nút. Anh sẽ phải yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Cái này nó khớp với câu nói mình định nói. Có không? Không, thật sự nó khớp. Thề luôn đi. Thề. Trời đất ơi, nổi da gà vậy. Cái câu nói của anh định nói là cái câu rất thích từ lúc mà bắt đầu đi học phổ thông tới giờ. Đó là có những tháng năm đi qua nhưng không thành nỗi nhớ, nhưng chỉ còn một lần gặp gỡ, một thoáng nhìn là trở thành nghìn thu. Nên anh nghĩ là chỉ cần một thoáng nhìn em có thể là đúng câu nói của em là sẽ yêu. Rồi, hết thời gian. Có thể nổi da gà với cặp này vậy ta. Một, hai, ba. Hết thời gian. Wow. Trời thật quá. Nhìn lên không thấy nút đỏ bạn hả? Lo quá. Lúc bạn suy nghĩ gì? Bối rối mà. Rồi bây giờ chúng ta nhận về nhau thế nào? Nắm tay nhau cái cho nó đỡ rung coi. Nhưng mà cảm nhận về nhau thế nào nào? Tay anh ống. Còn bạn cảm nhận thế nào? Mình êm, nói chung là êm. Anh trai đẹp trai cảm nhận thế nào? Thật ra Phương tới chương trình cả nhà lo lắm. Ba má ở quê cũng lo nữa mà. Ông bà mà thấy cảnh này chắc bà vui lắm á. Mà ông biểu em ở nhà phải chuẩn bị phòng ốc, giường chiếu đàng hoàng nữa mà. Thấy hai cái tim nó đỏ hết là mừng rồi. Rồi, chúc mừng. Chúc mừng. Đây là những chiếc vé xem phim. Chúc hai bạn sẽ có thời gian xem phim và có những câu ngôn tình thật hay dành cho nhau. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Cảm ơn chị ạ. Cặp loa xoa mắt Y5 tặng hai bạn. Chúc hạnh phúc. Nắm tay nhau. Đi xem phim. Em không biết là em có lỗi trước hay người ta có lỗi trước, nhưng mà người ta phải xin lỗi em trước thì em mới chịu chị. Cái gì kỳ vậy? Bạn trai rất là chân thành. Khi mà thấy cô này không bấm nút, mặt mày xanh lè xanh lét rồi. Nhìn lên cái bấm mà nó lên hơi chậm. Đúng rồi. Kỹ thuật lên hơi chậm cái thôi kỹ sao? Kỹ thuật ông muốn ác, ông không muốn. Quay qua sao? Mặt xanh lè xanh lét. Thấy đỏ cái mừng quay qua ôm anh Linh liền. Cái giây phút đó thật là bạn trai ấy rất là chân thành. Hồi nãy nói nổi da gà là thật sự á, nó có những cái điểm nó rất là tương đồng với nhau. Hy vọng rằng niềm vui đó sẽ lan tỏa đến cặp đôi thứ hai trong chương trình ngày hôm nay. Xin mời. Hạ màn. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn, chào bạn. Em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh và chào quý vị khán giả. Chào bạn. Mời bạn trai. Chào bạn. Chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và quý vị khán giả. Rồi, chào bạn.
Bạn tự giới thiệu về mình. Dạ em tên là Nguyễn Thanh Phương, năm nay em 27 tuổi. Em nguyên quán ở Bắc Giang mà sinh ra ở Lâm Đồng mà chuyển về Lâm Vũng Tàu lúc 12 tuổi sống tới giờ. Mà bạn làm nghề gì? Dạ em làm nghề vận hành cầu trục, có nghĩa là lấy cẩu. À, lái cẩu thì nó lái cẩu. Thì em học cái ngành đó thì nó tên như vậy, em nói vậy. Hèn chi bằng cái cẩu luôn ha. Cái tên công việc ta dạy linh mắc bẻ nữa. Bà em tự giới thiệu về mình. Dạ em tên là Trịnh Thị Thanh Thủy, em 28 tuổi. Em là nhân viên chăm sóc khách hàng. Ủa, cặp mới hồi nãy cũng Phương với Thủy đúng không? Cặp này cũng Phương với Thủy. Ồ sao hay vậy, trùng hợp vậy, sao bữa nay kết đôi hai cặp tên giống nhau. Cặp kia thành đôi rồi đó, hy vọng dạ. Cặp này cũng vậy nha. Dạ, cảm ơn chị. Nãy em nói năm nay em bao nhiêu tuổi? Dạ, năm nay em 28 tuổi. 28 tuổi, bạn con trai là nhiêu? 27 à? 27 hả? Ủa gì hơn tuổi có sao mà? Bạn trai nhỏ hơn tuổi có sao? Không bình thường. À, em là hạ tiêu chuẩn xuống rồi chị, nên mới lên chương trình này đó chị. À, làm giờ không có kén chọn gì nữa phải dạ. Không? Chia tay mấy mối tình? Dạ, em quen được 3 mối tình. Mối tình sâu nặng nhất của em là được 2 năm. Lý do sao chia tay? Tại vì anh lập nghiệp ở ngoài Bắc luôn chị, nên anh không vô chơi. Báo này cái đó. Sao? Đây đừng có quen ta xong về Bắc Giang nha. Giờ mới gốc luôn rồi. Lâu từ đó giờ không về đất nào, cũng không biết bà con ngoài đó ai nữa. Trời đất ơi, không biết quê hương đâu luôn hả? Không, bà con cũng không biết em là ai nữa. Trời đất. Mình có điểm mạnh gì? Em cũng biết nói ăn chút và biết đàn ngọt ghê anh chị. Có biết hát không? Dạ, em có sinh hoạt trong ca đàn nhà thờ á chị. Bây giờ hát thử một đoạn đi. Lối mòn ngày xưa chẳng níu bước chân tôi về. Có còn hôm qua ở đó, thấy hoa vàng ở trên cỏ xanh, thấy yên bình giấc mơ trong lành. Bên kia sao, có biết hát không bạn trai? Không có bài nào về tình yêu mà lãng mạn gì hết, tại mấy bài chia tay được. Cái nó chơi luôn, sao đâu. Ngày nào hoa ngát hương trên cành, cơn gió về cánh hoa tàn lặng thầm rung rơi. Theo gió bay, để đưa bắt kêu về nơi này. Rồi, cảm ơn bạn. Ở Vũng Tàu, bạn ở đó luôn hả? Dạ, dạ, gia đình đang ở đó. Ủa vậy là lập gia đình rồi mình ở về Vũng Tàu ở luôn hả bạn? Bạn nữ đồng ý thì sẽ về Vũng Tàu sống. Bạn có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ có 3 mối tình. Mối tình đầu thì còn bồng bột á. Mối tình thứ hai thì em đi lính rồi quen rồi bỏ em theo chồng. Nó nào? Bạn mối tình thứ hai. À. Bạn thứ ba thì khoảng 2 năm cũng lấy chồng luôn. Chứ quen ai rồi đi lấy chồng hả? Dạ. À, nãy bạn nói về cái ưu điểm, còn cái khuyết điểm của mình. Hay giận và thù dai lắm chị. Hả? Dạ. Em không biết là em có lỗi trước hay người ta có lỗi trước, nhưng mà người ta phải xin lỗi em trước thì em mới chịu chị. Cái gì kỳ vậy? Cái tôi mình lớn quá, mình có lỗi phải xin lỗi chứ tự nhiên. Dạ có thể là do em thuộc cung tầng nông á chị. Hay là thù dai, giận dai. Và có hiểu nguyên nhân tại sao mình chưa có được mái ấm gia đình chưa? Có thể là do hoàn cảnh gia đình hay sao á chị. Em là mẹ em có một mình em thôi. Em mà có lập gia đình á thì mẹ em cũng đi chơi chung với em luôn. Là em đi đâu là đi theo mẹ, đi theo đó phải không? Dạ. Nhà dưới kia có mời bác gái về ở chung được không? Dạ được chị. Em ở với ai? Em ở với ba mẹ với một em gái Úc. Không lẽ mẹ bạn kia vợ chung với ba mẹ bạn cũng khó coi. Có phòng mà. Có phòng ra cũng khó coi lắm, có tính cách nào khác không? Thì không được thì mình cưới về mình xây nhà riêng rồi chăm mẹ vợ qua đó ở. Cái ý đó hay đó. Được. Nhưng mà cũng ở gần đó. Được, ở gần được nhưng mà ở riêng là được rồi. Nhưng mà có đất chưa mà xây nhà? Dạ mẹ tính rồi, nếu mà em lấy vợ về mẹ em mua đất cho em xây nhà. À mẹ cho hả? Bản thân có chuẩn bị gì để lấy vợ chưa? Có chút chút rồi chị. Chút chút là bao nhiêu? Mình để dành đi làm rồi gửi cho mẹ, mẹ giữ đó để lấy vợ. Rồi mai mốt lấy vợ về thì tiền đưa mẹ cất tiếp hay là đưa vợ cất? À, lấy vợ về nếu ở riêng thì vợ cất. Ở chung. Ở chung. Chung thì tôi cũng vợ cất. Vậy thì cho riêng chi vậy? Nói vô vấn đề đi ông này. Sao nhút nhát quá vậy? Mạnh mẽ lên coi. Rồi cái máy đồng tiền tôi thấp lúc đồng tiền ông sao cao ngồng ở trên này vậy? Cười coi. Ngộ ha, không có thích điểm nào người con gái. À, lăng nhăng, lăng loàn vậy đó. Trời cái gì lăng loàn là sao? À, lăng nhăng cái gì không có kiểu như quen mình rồi đi rồi nhìn ở ngoài rồi thấy người khác. Thích cái mẫu người phụ nữ như thế nào? Cao khoảng 1m6 trở lên, có cá tính một tí. Mà đặc biệt thích người có bàn tay đẹp, em bàn tay xấu lắm. Mình có tật xấu gì không? Ưu điểm có nhược điểm nhiều lắm. Như đơn giản giờ mập nè, đen nè, nóng tính nè. Bây giờ đem cô này về nhà nè, chịu rồi nè, yêu nè, dẫn về nhà nè. Ở nhà nó cổ lớn tuổi hơn, không chịu. Rồi cô anh tính sao? Dạ em biết mẹ mà, nếu mẹ em thấy em chịu thì mẹ em cũng đồng ý. Bây giờ mẹ em không chịu rồi tính sao? Mẹ em không chịu thì em thuyết phục mẹ, thuyết phục ba.
Em út trong nhà anh chị nữa. Không ai chịu hết luôn. Không chịu. Chịu khó quá, căng quá, em chưa tính tới. Lúc đó tính giờ, giờ tính gấp quá. Sao gấp gì? Mày khó là chắc không chịu luôn quá. Không, nhiều khi là nhiều khi không chịu là bỏ luôn đi, đi theo bạn gái đó. Mà tại có nhiều khi người thân ở nhà đi theo không dám nói vậy. Có ai đi theo bạn không? Có mẹ. Hàng chi làm sao mà dám nói bỏ mẹ đi theo vợ được. Dạ chào cô. Dạ con chào cô. Chào chương trình. Chào hai MC dễ thương. Dạ chào cô. Quyền Linh với Cát Tường là cô hâm mộ lắm. Chiều chủ nhật, tối thứ hai có đi làm vẫn thức. Dạ, thức để canh nhìn hai MC dễ thương trước đã. Dạ cảm ơn. Rồi xong rồi bắt đầu thuyết phục cô từ 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 từ. Thì con em út đây. Dạ. Mẹ ơi, anh Phương còn thấy chắc ế rồi đó, quen ai ai cũng đi lấy chồng hết trơn à. Mà anh mình đâu có xấu trai đâu mẹ, cũng có học mà, cũng làm có tiền ổn định, mà sao sao gái đi hết trơn vậy? Nói mẹ biết khuyết điểm của anh con. Lý do là giống ba con ngày xưa đó, thương thì ở trong bụng không có nói. À, chị còn con trai chị á, gặp một người con gái sâu sắc, biết yêu thương, gắn bó cái gia đình, quan tâm đến người chồng mình, biểu hiện là trên cái nét mặt muốn gì, cần gì. Con bạn con. Gái này thì cô thấy được Thiên Chúa Giáo mà là ca đoàn là cô rất thích, vì cả nhà cô đây là ca đoàn hết. Cô thấy là chương trình rất hay và ý nghĩa. Chương trình đã tìm người bạn gái cho bạn trai hết 50% rồi. Thì ngày hôm nay á, hai trẻ nó tìm hiểu thêm 50% nữa. Hôn nhân nó có tốt đẹp hay không á, là do hai gia đình cùng đưa con mình lên, dìu từ từ. Không phải là khi mà đã cưới rồi, gả rồi là mình hết trách nhiệm. Dạ. Rất cưng dâu. Đây hai đứa em gái đây, cứ tối ngày ganh tị. Mẹ cũng thấy con dâu người ta tới nhà làm đủ thứ hết. Còn con gái mẹ bắt làm con dâu ngồi bấm điện thoại chơi game. Mẹ đẻ tự nhiên, mẹ đẻ ra thì nó khác. Còn mình không đẻ mà giờ tôi về tôi kêu bằng bố bằng mẹ quá sướng đi. Dạ. Tại sao không yêu thương? Mỗi bên cứ vì nhau một chút là được hết. Dạ, ấn tượng ban đầu vậy là quá thành công rồi. Nay em có đi với ai không? Dạ, em đi với mợ em với lại hai bạn của em. Thấy sao mợ? Mình nhận xét á, là bạn gái đây á, là không có lập trường lắm đâu. Nhưng mà nếu là một người vợ hiền á, thì là ok. Anh chàng đây á, thì thấy anh có vẻ rất là hiếu thảo. Mà nghe cô bên này nói á, thì thấy cổ rất là thương con và quan tâm tới gia đình. Tại vì mẹ của mình á, cũng có những cái lúc mà nói những điều như vậy. Cho mình cảm thấy là nếu như cổ mà được được lòng gia đình bên này á, thì sẽ rất là hạnh phúc. Còn anh đây thì phải lập trường lên một chút thì nghĩ đâu này sẽ thành. Cảm ơn mợ. Bên đây hơi hiền chút xíu để nhút nhát nữa. Hai bên như vậy là hỗ trợ rồi, rất là thuận lợi rồi. Tôi ủng hộ đám cưới đi Vũng Tàu nha. Trai của em á chị, là phải là người không hút thuốc lá, không gia trưởng, không nhậu nhẹt. Đừng có lăng nhăng chị. Không, bạn bên đó thì không có lăng nhăng đâu. Tại vì bạn không có thích gái lăng loàn. Nên là bạn nói là bạn không có lăng nhăng. Có rượu thuốc lá gì không em? Không hút thuốc, nhậu yếu lắm chị. Bạn có nghe lăng không vậy? Dạ lăng cũng ít lắm. Tại không biết ít khi nào mình thổ lộ ra ngoài lắm. Nãy mẹ bạn nói rồi đó, là ít có thổ lộ ra ngoài, yêu nhưng cũng ít thổ lộ lắm. Thật ra phải nhìn vào mắt anh ấy, hiểu anh ấy hơn. Em chia tay đó là tại vì bạn trai á ít nhắn tin ngọn tại cho em lắm. Tại là em nhắn tin ngọn tại lại cho anh ta mà chị. Ít quan tâm đến em lắm. Cũng buồn ha. Dạ. Gái mình là thích, có quan tâm nhắn tin không? Mỗi ngày. Dạ. Nhắn thì sáng trưa chiều tối, cứ sáng hỏi ăn sáng trưa, rồi trưa hỏi ăn trưa trưa rồi chiều hỏi chiều trưa, chiều tối hỏi ngủ ngon vậy đó. Vậy cái thôi này... hả? Thì sáng trưa chiều tối. Ngày ba tin hả? Bốn tin. Bây giờ đó là cố định, chào em. Quy định, cố định là quy định ngày nhắn bốn tin được không? Dạ, miễn là có nhắn tin được rồi anh. Sáng là nhắn nè, em ơi sáng, sáng trưa. Anh yêu em, I love you. Xong rồi trưa hỏi là em ơi ngủ trưa chưa, anh nhớ em. Rồi tối là em ơi em ăn tối chưa, hôn em. Thí dụ vậy, em viết sẵn bài dán vô đó đi. Anh này dễ thương lắm, hiền khô. Nói sao làm vậy à? Vậy đi nha. Dạ. Anh nghĩ rằng trên tinh thần là đang thuận lợi đó. Kéo màn lên. Có cái gì thắc mắc là cứ mạnh dạn hỏi nha. Dạ. Để quyết định chứ, dự như hồi về mai mốt mà đổ thừa chị không được à. Phải hỏi kỹ nha. Dạ. Còn cái gì gút mắt hỏi luôn. Đó, hai người hỏi nhau đi. Chào bạn. Chào. Có thằng xù la đó, đưa tôi ăn cho. Dạ hôm nay sắp lên đây chứ. Tại có sự cố nên là gió hơi xấu, không cảm. Không sao bạn. Cảm ơn. Cảm ơn bạn. Cảm ơn bạn. Cho mình hỏi bạn là mình xin hôn với bạn là bạn được không? Dạ được. Dạ được là sao trời?
Được, được chị. Chị chỉ. Được chị á. Em nói chị Cát Tường. Đừng có làm tao rung, người ta đã ít nói rồi. Nói chuyện cho tình cảm đi nữa. Em anh đi nha. Tình yêu mà, em anh đi đừng nói chị rồi hồi quên giả nữa mệt lắm. Thì hoặc là thấy mình sao? Em thấy anh sao? Mình thấy vậy cũng được. Cũng dễ thương. Được cái gì? Ví dụ vậy mẹ kêu năm cưới được không? Mà phải coi tính cách bạn trai mình sao, có hợp với mình không thì mình mới lấy. Thì lúc đó là mình đang hợp rồi. Rồi mẹ mình muốn mình mẹ anh muốn cưới em á. Thì mẹ anh muốn cưới em để làm gì? Mẹ anh muốn anh cưới em. Thì em lúc đó em sẽ thấy sao? Em có đồng ý không? Dạ chắc chắn là đồng ý rồi anh. Dự định tương lai của mình á là mình sẽ mở một quán cà phê cho mình làm chủ. Tại vì mình cũng vừa mới học xong khóa pha chế. Quán cà phê ở Vũng Tàu thì bạn thấy thì sao? Có muốn kinh doanh tới ở đó chưa? Hay là chị muốn kinh doanh ở thành phố thôi? Nếu mà Ngọc đòi địa tuyển thuận lợi á thì mình cũng kinh doanh ở Vũng Tàu được. Mẹ bạn Nam đầu bếp giỏi đó. Đúng rồi, mẹ nấu ăn rất là ngon. Nên là cũng muốn mở một quán ăn gì đó cho mẹ nấu. Kết hợp nhà hàng ăn uống luôn. Đúng rồi. Nói vài lời với bác đi để coi bác đồng ý cho tiền mua đất không? Dạ con dự định á là con mở quán cà phê. Nhưng mà nếu mà Ngọc thuận lợi á thì con sẽ về Vũng Tàu con mở quán cà phê. Vậy có được không hả bác? Hương ok, mẹ ok, ngon quá. Được rồi, quá tuyệt vời. Quá chắc rồi. Hay. Suy nghĩ thật kỹ ha. Bây giờ là tới giờ phút thiêng liêng của hai bạn. Chuẩn bị. 1 2 và 3. Hết thời gian. Như vậy là vui rồi, nắm tay với bạn nữ. Cô chuẩn bị tiền mua đất nha cô. Thấy được rồi đó cô. Nói câu gì em anh đàng hoàng coi. Quay nhìn bạn nữ nói nhìn tôi chi. Chỉ là cái cảm xúc đầu tiên là thấy cũng có cảm xúc đấy. Nên là rất thích em. Thích em mà nhìn em chứ thích em nhìn Linh chi. Nói nè. Anh Linh nhìn em. Nhìn nó nắm tay nó thì giờ anh bắt đầu khoái em rồi đó. Nói vậy luôn hả? Ừ nói vậy đi. 2, 3. Anh khoái em rồi. Đây, dễ thương. Gửi tặng các bạn những cái chiếc vé xem phim. Đây gửi tặng hai bạn. Nước xịt tôm biển thảo dược Relax. Loa sau mắt i5 gửi tặng các bạn. Chúc các bạn hạnh phúc nha. Nhớ ngày nhắn tin mấy lần? 4 lần. Mời quý vị khán giả đón xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò cùng Quyền Linh và Ngọc Lan. Chương trình được phát sóng vào lúc 17h50 thứ Bảy và 22h30 thứ Hai hàng tuần trên kênh HTV7 và kênh YouTube MCV Media. Hiện tại thì em cũng chưa có một mối tình chính thức nào hết ạ. Em nghĩ năm này sẽ cho trái tim của mình lên ngôi. Nếu như bạn đã sẵn sàng rồi thì hai người sẽ tự tìm hiểu nhau và cố gắng. Tại vì em đã sẵn sàng rất lâu rồi. Còn lại thì vẫn là tùy vào quyết định của bạn. Còn mình đã quyết định rồi. Xin mời nhà gái. Mời nhà trai. Mời nhà gái giới thiệu về mình. Dạ em xin chào chị Hồng Vân, anh Quyền Linh và rồi các em. Anh chị khán giả trong trường quay có mặt trong ngày hôm nay và bạn nam bên kia. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Tố Nữ, năm nay em 27 tuổi, em đến từ Quảng Nam. Hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Tố Nữ hả? Dạ, Tố Nữ làm gì Tố Nữ? Dạ em làm về chuyên về mảng planning cho một công ty ngành hàng tiêu dùng nhanh ạ. Ở quận mấy? Dạ ở quận 7 ạ. À quận 7. Dạ. Trời cái tên Tố Nữ nghe tự nhiên tôi thèm khát một cái trái cây gì đó. Mít Tố Nữ. Dạ. Tranh Tố Nữ cũng đẹp mà mít Tố Nữ cũng ngon. Rồi mời bạn trai. Em tên là Huỳnh Đình Lân, em năm nay 30 tuổi. Huỳnh gì? Huỳnh Đình Lân ạ. Tại thì em đang làm kế toán ở Sài Gòn. Thì em làm ở quận 3. Còn nhà của em thì ở Đà Lạt. Bạn gái cho biết điểm mạnh điểm yếu cho của mình đi. Dạ điểm mạnh của em thì vui vẻ, hòa đồng, hoạt bát, sống hơi giản dị một chút. Ngoài những yếu tố đó ra thì nằm hết ở yếu tố còn lại ạ. Chị dạ. Ví dụ coi cái điểm dở nhất của mình là gì? Dạ chắc là hơi thẳng tính một xíu ạ. Thẳng tính là tốt, đâu có gì đâu mà ấy. Điểm dạ. Nào nữa?
em hay dùng dầu gió mỗi khi mà gặp stress hay là về vấn đề gì thì sẽ hay dùng đến nó, để mà giống như là thay vì các bạn nữ thì dùng nước hoa thì em nó giống dầu như dầu gió đúng không? Dạ đúng rồi. Nói cho em biết là chị không stress, chị cũng xài dầu gió, cho nên cái đó cũng không phải là điểm yếu luôn. Dạ vậy thì vậy thì chắc là nằm hết ở ưu điểm rồi. Vậy là em không có điểm yếu đó. Nè nhà trai ơi, bên đây không có điểm yếu luôn. Dạ, vậy để em có điểm yếu bù vô chị. Rồi, mời nhà trai. Điểm mạnh của em là em có tinh thần lạc quan cực kỳ tốt. Tại vì công việc của em rất là stress, nên tự bản thân mình phải gọi là refresh bản thân được. Còn về điểm yếu hiện tại đó là do cái tính chất công việc á, nên cái khả năng của em là trong cái phần mà giao tiếp hay là tìm hiểu về các bạn nữ thì nó hơi có vấn đề một chút, gọi là hơi nhát một chút. Em có mấy mối tình rồi? Về mối tình thì chưa có cái nào gọi là chính thức cả. Chỉ có cái gần chính thức. Gần chính thức là ngồi bên kia đúng không? Dạ không, gần chính thức đây là mối này chắc chắn chính thức hả? Rồi còn bên mình thì sao nè? Dạ hiện tại thì em cũng chưa có một mối tình chính thức nào hết rồi. Chắc chưa là... có luôn, trước dạ, đây chưa... cũng chưa có luôn. Chưa, do em sống hơi lý trí một xíu. Dạ. Thì hôm nay cũng nhân chương trình thì cũng có một cái cơ hội cho em, cho nên thì em nghĩ năm này sẽ cho trái tim của mình lên ngôi. Dạ. Nghĩa là em phân khúc ra từng dạ, cái gọi là giai đoạn trong cuộc đời của mình, và bắt đầu từ hôm nay đổ đi em sẽ nhường cho con tim, đúng không nè? Dạ. Rồi qua tôi coi dạ, trong coi mặt chàng trai Đà Lạt coi sao nè. Hello. Dạ. Chào cưng. Em tưởng tượng đi, bạn tố nữ bên đây sao? Chắc là tranh tố nữ. Vừa là tranh tố nữ vừa là mít tố nữ luôn. Em muốn tìm một hình mẫu lý tưởng nào, nói cho bà mối Hồng Vân biết đi. Em muốn bạn nào đó có giọng nói dễ thương. Dễ thương trong cả giọng nói và cách nói chuyện nữa. Em có thích con gái sống lý trí không? Dạ, nếu sống lý trí quá thì cái mặt tình cảm của bạn sẽ bị lấn át đi. Và sẽ có nhiều quyết định nó bị ảnh hưởng. Nếu như bạn đã sẵn sàng rồi thì hai người sẽ tự tìm hiểu nhau và cố gắng. Thì em nghĩ là sẽ phù hợp thôi. Tại vì em đã sẵn sàng rất lâu rồi. Em đã rất sẵn sàng rồi. Sẵn sàng rồi. Dạ, xin thưa với ông mối, xin mời ông có thể giao lưu lên với nhà gái. Em nhờ anh xíu. Cái này hả? Để có ông thì thầm cái gì đó. Cái gì đây? Hả? Gì vậy? Tài chính cá nhân một tháng. Giới thiệu đàn trai. À, rồi. Tài chính nhà trai. Thu nhập cố định hàng tháng 15 triệu. Rồi. Chi phí thuê nhà 2 triệu. Rồi, còn lại 13 triệu. Chi phí ăn uống 120.000 nhân cho 3 ngày. 30 ngày là 3.6 triệu. Rồi vậy là mua sắm chỉ có 1 triệu thôi. Rồi di chuyển 400.000 tiền xăng một tháng. Rồi chi phí khác là lanh quanh cà phê này kia 1 triệu. Rồi tiết kiệm 5 triệu. Rồi dự phòng 2 triệu. Rồi đó là tài chính một tháng người cá nhân. Tài chính sau khi kết hôn này người ta đã có cái bảng. Rồi thì đọc đi, đọc đi. Chàng trai kế toán mà. Kế hoạch chi tiêu tài chính sau khi kết hôn, thu nhập cố định hàng tháng cũng 15 triệu chưa lên đó. Lương ngoài 2 triệu. À có lên, có lương ngoài nữa làm thêm 17 triệu. Chi phí thuê nhà 4 triệu. Này có vợ rồi. À là nhân đôi hả? À, nhân đôi có vợ rồi phải cộng hơn chút xíu. Chi phí ăn uống hàng ngày 100.000 nhân cho 30 ngày là 3 triệu. Lên ha. Ủa sao kỳ vậy ta? Có một mình ơn ổng ăn 120 ngày. Mà bây giờ có vợ nữa là còn lại có 100 là. Ủa, sao? Ừ đúng ha. Giờ tại cái này có lúc đầu là 2 nồi cơm, giờ còn có 1 nồi cơm nó giảm à. À giảm, một nồi giảm, chi phí 2 người nó giảm xuống. Mua sắm 2 người cũng có 1 triệu thôi. Di chuyển 500 là lên được 100. Lên được 100 sao kỳ vậy? Để chở đôi, đi chợ đôi thôi. Chi phí khác 1 triệu. Triệu lại. Tiết kiệm 5.5 triệu. Dự phòng 2 triệu, trời ơi. Chi phí trần. Tính hết trơn hết trời. Tính rồi. Tính hết rồi đó, cứ thế mà làm thôi. Em nói cho anh Quyền Linh biết cái cảm nhận của em về cái cách chi tiêu của gia đình bên đàn trai như thế nào. Nếu như mà cho em hỏi bạn nam bên kia một xíu. Nếu bên như em. Mà nếu như mà em là một người khác với lại cái chi tiêu mà anh đã lập ra ấy, anh có sẵn lòng cùng em lập lại một cái bản kế hoạch mới được không ạ? Rất sẵn sàng luôn, em chỉ cần vạch kế hoạch rồi anh thực hiện. Dạ, vậy là em sẽ tự viết nên cái bản kế hoạch này đúng không anh? Đúng rồi em. Vậy vậy thì nhờ anh Quyền Linh cắt cái tờ giấy này vào trong túi được không ạ? Xé đi ạ. Thế hả? Dạ đúng rồi, tại vì anh kia đồng ý sẽ làm theo cái bản kế hoạch của em. Xé đi, xé. Cho phép ha. Dạ dạ. Rồi em cảm ơn. Anh thấy bản này nó cũng hợp lý khi một mình thôi. Bây giờ em gái, em muốn một nửa yêu thương của mình như thế nào? Dạ, cái thứ nhất thì vì chiều cao của em không có giới hạn, cho nên là em muốn một người bạn nam
cao từ 1m68 trở lên. Cái thứ hai thì về ngoại hình thì ưa nhìn một xíu, đặc biệt là không được hút thuốc, cờ bạc. Có không? Dạ, không hút thuốc và không biết đánh bài. Có ý chí tiến thủ, chín chắn, để quyết định, những lúc cần quyết định thì bạn sẽ là người ra quyết định. Ok, anh thấy thích và gái rồi đó. Thôi, bây giờ em trai em đi với ai? Dạ, có chị họ với đồng nghiệp em. Rồi, mời đại diện nhà trai. Dạ, em xin chào anh Quỳnh Linh, chị Hồng Vân và tất cả khán giả ở đây, và hai bạn ở trên sân khấu. Em là chị của Lân. Thực ra cái bảng chi tiêu lúc nãy á là một cách để mà thể hiện Lân là dân kế toán thôi, chứ thật ra Lân không có tính toán như vậy đâu. Nên bạn nữ yên tâm ha. Dạ. Và hôm nay tới đây á thì Lân cũng rất là chín chắn và thực sự là rất nghiêm túc để tìm một nửa kia của Lân. Còn bạn nữ bên này thì thật ra là chị rất là thích tính cách của em. Dạ. Rất là rõ ràng, tinh tế. Chị rất là thích. Dạ, cảm ơn chị. Và chị nghĩ là Lân cũng rất là thích. Chị nghĩ là hai bạn có một cái sự matching với nhau đó. Rồi, cảm ơn chị. Em gái đi với ai? Dạ, em đi với em ruột của em ạ. À, em ruột hả? Con xin chào cô Hồng Vân và chú Quỳnh Linh và tất cả mọi người ở đây. Con tên là My và con là em gái của chị hai con. Chị hai con là một người rất là sống độc lập. Chị ấy luôn là một người mà đặt mục tiêu từng năm. Cho đến năm này thì ba mẹ con cũng hối rồi. Nên là chị của con thì cũng muốn mở lòng của mình ra. Trước giờ thì con cũng không có can thiệp quá nhiều vào cuộc sống riêng tư của chị con. Chị con nói gì thì con cũng đồng ý. Nên là con tin vào quyết định của chị con. Rồi con nói sơ sơ, nãy giờ con cảm nhận anh này như thế nào cho chị con nghe đi. Dạ, thực sự thì con thấy anh là dân kế toán nên là anh rất là sống rất là có kế hoạch. Và con nghĩ là chị con chắc là sẽ cũng cần một người giống như vậy. Ừ, rồi, tốt rồi. Con nay nhiêu rồi? Dạ. Con nay nhiêu rồi? Dạ, con 24 tuổi. 24 hả? Con nhiều chưa? Chưa. Khi nào cần lên đây gặp chú với cô Hồng Vân nha. Dạ, con cảm ơn cô. Ok, bây giờ mình đã nghe góp ý hai gia đình ha. Bây giờ thôi, để hai bạn gặp nhau đi. Mở rào. Dạ. Dạ, em nào nữa. Dạ. Bạn đọc rồi kể lại cho mình cũng được. À dạ. Em cũng có món quà tặng anh thì đó là một cái combo, cái cuốn nốt thì nó sẽ làm anh sẽ ghi những cái dự định, những cái kế hoạch trong tương lai của mình. Thì bên cạnh đó thì sẽ luôn luôn có một cái chiếc đồng hồ để mà luôn luôn nhắc nhở cái việc mà đặt mục tiêu của mình nó sẽ hoàn thành đúng cái thời gian đặt ra. Và cái tiếp theo đó là cái sở thích của cá nhân em thôi. Thì em nghĩ nó giúp em giải tỏa stress. Thì hy vọng nó cũng sẽ giúp anh giải tỏa những cái khó khăn hoặc là vướng mắc gì trong công việc cũng như là cuộc sống. Em làm đồng hồ của anh luôn được không? Dạ. Em cần có người nhắc. Cảm ơn em nhiều nha. Dạ dạ. Lúc nãy á, anh nghe nói là em là người rất là mạnh mẽ, có ý chí, có kế hoạch, mọi thứ được sắp xếp. Nhưng mà có những thứ không thể nào sắp xếp được, nhất là trong chuyện tình cảm nữa. Tại vì tình cảm nó không thể nào sử dụng lý trí được. Nên nếu như em nói em muốn mở lòng trong năm nay hoặc là năm sau gì đó thì em đã có cái dự định gì cho việc mở lòng đó chưa? Có nghĩa là để một chút tình cảm nó lấn át lý trí của em chưa? Như em có chia sẻ đó thì cũng như là em gái của em chia sẻ thì ba mẹ em ở nhà cũng hối lắm rồi. Cho nên cái việc mà năm nay em quyết định cho trái tim của mình lên ngôi á là cũng một phần là em nghĩ là em đủ chín chắn và đủ cần một người để mà ở bên cạnh mình. San sẻ những cái khó khăn cũng như là cuộc sống vui tươi của mình trong cuộc sống ạ. Tại vì dạ. Anh thấy em là người tự lập rất tốt, dạ. Có thể tự giải quyết mọi khó khăn luôn. Dạ. Em có thể kể một chút cái nào mà em cảm thấy khó khăn hoặc là cần anh giúp được không? Chắc là việc chi tiêu trong gia đình thì cái đó gần như là em không giỏi cho lắm. Em lập ra cái mục tiêu cho cá nhân mình thôi. Còn cái việc mà chi tiêu á, thì em nghĩ chắc là chương trình tìm đúng người cho em hay sao á, sẽ giúp em chi tiêu, giảm bớt chi tiêu lại một xíu. Dạ. Anh nghĩ là chắc là các khoản chi tiêu trước đây của em chủ yếu là phục vụ cho bản thân mình hoặc là lo cho gia đình của mình. Thì anh nghĩ nó là cũng hợp lý thôi, không có vấn đề gì cả đâu. Nếu anh giúp em thì có một chuyện anh sẽ giúp em đó là mình xây cái nhà. Mình xây cái nhà. Ừ. Dạ thì vậy cho em hỏi là anh có đất rồi hay sao vậy ạ? Không, anh không có đất, nhưng anh nhìn thấy em mới thấy đồng hồ, thấy kế hoạch là anh thấy sắp rồi đó. Dạ sắp.
Dạ rồi, anh có nghĩ 2 năm nữa thì anh sẽ là một người như thế nào? Anh chưa bao giờ nghĩ 2 năm nữa là người như thế nào. Anh chỉ nghĩ là trong cuộc sống này anh sẽ là người sống hạnh phúc nhất với chính bản thân mình, với những người thân xung quanh mình. Đó là điều anh mong muốn. Tại vì như em nói đó, em là người sống về lý trí, còn anh thì tình cảm nhiều hơn. Và thật sự anh rất là yếu đuối trong chuyện tình cảm. Vậy cho em hỏi là sao trong 30 năm về trước á, thì anh lại không tìm một cái người bạn nữ nào để cùng anh chia sẻ? Thì cái rào cản nào để mà anh tìm một bạn nữ sẽ phù hợp với anh? Thật ra nếu nói kỹ hơn là cuộc sống trước đây á, thì anh chưa bao giờ nghĩ tới chuyện là sẽ lập gia đình hay là có tình cảm bất kỳ ai cả. Cho tới khi là anh thấy là mình xảy ra biến cố rồi và anh nhận ra là mình không thể nào sống một mình được. Tại vì bản thân mình, ngoài cái chuyện là chia sẻ tình cảm, chia sẻ với người thân, thì có một điều quan trọng hơn nữa, đó là hạnh phúc. Và hạnh phúc thì không thể nào một người có được hạnh phúc. Dạ. Anh có câu hỏi nào không? Không, nhìn em xinh quá anh hết muốn hỏi. Vậy vậy thì chẳng là em hỏi hồi. Mình tiến đến mình nắm tay cô gái để trao cảm xúc với nhau. Rồi, mình hát tặng bạn gái một bài gì đó, bạn gái cũng vậy. Anh cũng muốn hát đó mà giờ anh sợ hát lên là bị bể dĩ liền à. Dạ hát hay không bằng hay hát. Thôi để em hát trước hả? Dạ rồi. Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi chung một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một giường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng, sống chung nhau một đời. Em xin hết. Hay quá. Cảm ơn em nhiều. Cho anh nợ một bài nha. Dạ không sao ạ. Hiện nay trong trái tim của em đang như thế nào? Em có thể diễn tả và cảm nhận từ người đối diện như thế nào? Hãy nói rút ruột rút gan cho bạn gái nghe đi. Thật sự thì em nhận thấy đây sẽ là một người có thể giúp em tiến xa trong cuộc sống, cũng là người sẽ mang lại hạnh phúc cho em. Còn lại thì vẫn là tùy vào quyết định của bạn. Còn mình đã quyết định rồi. Trời okay. Ơi, cái câu đáng yêu lắm luôn á. Bây giờ hai bạn để tay vào nút bấm. Các bạn có thể đưa ra chứng kiến của mình, quyền quyết định là của mình, và bấm bằng trái tim của mình nha. Khi bấm chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Rồi, thẳng bây ra. Giờ sau 3 tiếng đếm thì chúng ta sẽ bấm hoặc không bấm nha. Dạ. 1 2 3. Hết thời gian. Cả hội trường mừng vui đó, cả hội trường mừng vui đó. Nắm tay, bây giờ là mình có quyền nắm tay nhau rồi. Coi như ba mẹ đang xem truyền hình. Bạn nói gì với ba mẹ của bạn gái đi. Rồi ba mẹ của mình nữa. Đứng ở đây con xin phép bên ba mẹ của bạn gái và cũng là ba mẹ của con luôn. Thì thật sự con không dám hứa chắc là sẽ đem lại niềm vui cho bạn gái này lúc nào cũng như vậy cả. Nhưng mà con chắc chắn bạn sẽ là người hạnh phúc nhất khi ở bên cạnh con. Nhân đây là mình xin hôn bạn. Đáng yêu vậy thôi chứ. Nhà hàng máy lọc nước cao cấp Makano tặng bạn voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm Makano tại các đại lý chính hãng toàn quốc. Máy lọc nước phong thủy Makano thiết kế độc đáo, lõi lọc ceramic siêu bền, màng lọc RO nhập khẩu từ Mỹ. Đặc biệt, máy lọc nước ion kềm dầu hydrogen đem đến nước sạch và tốt cho sức khỏe. Nếu hai bạn tiến đến hôn nhân, Makano sẽ tặng máy lọc nước phong thủy ion kiềm trị giá 13.800.000 đồng. Makano phong thủy ngũ hành vượng khí thăng hoa. Thương hiệu thời trang thiết kế The Maven gửi đến bạn voucher giảm giá 30% khi đến mua sắm trực tiếp tại các cửa hàng. Mong rằng những bộ cánh lung linh tại The Maven sẽ giúp buổi hẹn hò của bạn thêm phần lãng mạn và đầy yêu thương. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Senton nhập khẩu Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu Thái Lan, bảo hành 1 đổi 1 năm đầu với tổng giá trị 7 triệu đồng. Các bạn sẽ nhận thêm một bình nước nóng Atlantic thế hệ mới khi tiến đến hôn nhân. Chúc hai đứa hạnh phúc nha. Dạ, cảm ơn. Chứng kiến cặp đôi đầu tiên họ đồng ý hẹn hò, chúc cho hạnh phúc sẽ sớm đến với họ. Thương quá, tôi nôn quá gặp liền cặp đôi thứ nhì đi Linh. Rồi, xin mời quý vị đến với cặp đôi thứ hai. Yeah. Mẫu bạn trai của em đơn giản lắm, chỉ cần biết quan tâm và cùng tần số với em là được rồi. Khi em gặp bạn thì em giỡn hơi ngay, với một phần là em cũng thích nấu ăn nhưng mà em lừa rửa chén lắm. Ai rửa chén giùm em thì em thích lắm ạ. Ông cái này thì chắc
mình có cùng sở thích, cùng tần số luôn. Thích nấu nhưng mà ghét rửa. Dạ. Mời nhà trai. Chú bé à. Rồi. Mời đi em trai. Rồi, xin mời nhà gái. Mời em trai giới thiệu về mình. Xin chào chú Quyền Linh, cô Hồng Vân và bạn nữ và quý vị khán giả đang ngồi có mặt ở trường quay. Em tên là Trần Hồng Linh Sơn, em 26 tuổi. Hiện đang là cán bộ của trực thuộc đội quản lý đô thị huyện Nhà Bè. Rồi Sơn ở Nhà Bè luôn hả? Dạ em ạ, con ở Nhà Bè. Rồi, bây giờ bên mình nè, con giới thiệu đi. Con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quyền Linh và chào tất cả khán giả. Em tên là Vũ Thị Kiều Trang. Con năm nay con 26 tuổi, con sinh ra và lớn lên ở Kiên Giang. Con đang sinh sống và làm việc tại Rạch Giá Kiên Giang. Rồi á, con từ Kiên Giang lên đây lúc nào? Dạ con đi 11 giờ đêm hôm qua. Đêm hôm qua, làm nay lên gặp chương trình luôn. Dạ con lên tới đây 6 giờ sáng. Ừ, con làm gì? Dạ con làm nhân viên kế toán tại công ty xuất nhập khẩu á. Ở dưới Kiên Giang. Đó. Tên... Mạnh điểm yếu của Sơn là gì? Dạ điểm mạnh của con là hòa đồng, vui vẻ, có thể biết nấu ăn, rất là dễ bắt chuyện với một người bạn mới. Còn điểm yếu là hơi tự ti về bản thân và rụt rè trước bạn nữ. Tại sao tự ti? Thì nhìn... Sao đó con? Dạ. Bên kia cũng giống giống vậy thôi. Cũng lo gì đâu. Ha? Cơ địa mình vậy rồi. Mình có khả năng mình tập thì nó sẽ xuống thôi chứ không có gì đâu ha. Dạ. Chú xưa chú bự hơn con đó, chú bự gặp gấp rưỡi luôn đó. Rồi, giờ con mà sao múp ta? Múp míp, luôn có cái đẹp cũng múp míp. Dạ, ha? Điểm mạnh dạ, của con là... Con thích nấu ăn và con biết làm bánh. Con thích giúp đỡ người khác. Rồi điểm yếu của con? Điểm yếu của con là con hơi nóng tính. Nhưng một phần là con không kiềm chế được cảm xúc của mình. Khi con tức giận là con bộc lộ ra mặt lắm. Rồi con có sợ yêu xa không? Dạ không. Không hả? Dạ. Sơn ơi, Sơn đã xuống Kiên Giang bao giờ chưa? Dạ con xuống dưới rồi cô. Rồi con có thấy con gái Kiên Giang đẹp không? Dạ cái này con không đánh giá được. Tại vì con đi là có khi là đi công việc, còn không thì đi bưng quả giùm thôi. À vậy hả? Dạ, nữa vì quả có người bưng lại con, yên tâm đi. Mà con không nghe hả? Kiên Giang mình đẹp làm sao? Đâu cũng đẹp mà ai ai cũng đẹp. Mình có mấy mối tình rồi à Trang? Dạ con chưa có trải qua mối tình nào chính thức hết trơn á. Con chỉ tìm hiểu và thấy không hợp rồi tiếp tục làm bạn thôi. Tìm hiểu trong bao lâu? Dạ lâu nhất là cũng 5 tháng rồi, nhanh nhất thì cũng 2 tháng rồi ạ. Tìm hiểu thôi, chưa có gì sâu đậm hết trơn đúng không? Dạ đúng rồi. Bạn trai có mấy mối tình rồi? Con thì trải qua một mối tình. Sao chia tay Sơn? Lúc đó là trong thời gian thì con còn đi học nên là bạn nữ về nhu cầu kinh tế thì không có đáp ứng đủ cho bạn nữ nên là chia tay, không hợp nữa chia tay. Sơn có tật xấu gì không? Tật xấu của con thì chắc là chỉ có vấn đề là ngủ. Tại vì tối con thức khuya nên là sáng nếu không đi làm những ngày nghỉ là con có thể ngủ tới trưa mới dậy. Chào Sơn. Dạ chào cô. Con có một cái mẫu bạn gái như thế nào? Dạ cái mẫu bạn gái của con thì giống như bao bạn trai khác thôi, nhưng mà có một cái đặc điểm là cái mái tóc không quá ngắn. Ừ, mái tóc không quá ngắn rồi, đừng có ngắn giống như trai đúng không? Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi. Dạ con hiểu rồi. Còn về tính cách thì vui vẻ hòa đồng, hơi trẻ con tí thì cũng được. Còn vấn đề mà nấu ăn hay chăm sóc gia đình thì cái đó thì có thể là hai bạn khi mà nếu mà sau này có tiến xa hơn thì cái đó thì hai bạn sẽ tự bồi đắp cho nhau cái đó. Ừ. Rồi cái mẫu đàn ông lý tưởng của con là như thế nào? Dạ thì cũng nấu ăn, cũng thích nấu ăn. Dạ cũng tròn tròn giống con để khỏi bị chê giống số 10 di động. À tròn tròn giống con hả? Dạ. Ừ. Hôm nay con đi với ai ạ? Dạ con đi với chị họ của con và chị đồng nghiệp ạ. Dạ em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân. Em tên là Tâm, em là chị họ của Trang. Trang ở nhà thì là một người cực kỳ vui tính, yêu thương động vật. Gia đình của Trang cũng rất là tốt. Còn về bạn trai ở bên đây thì nói chung là vừa bước lên là em cảm thấy em cực kỳ thích luôn. Tại vì hợp lắm. Mà kiểu tròn tròn như nhau á, cái ngoại hình là đã thấy thích rồi. Về tính tình thì bạn nói là bạn rụt rè, em càng thích hơn nữa tại vì hợp với lại Trang. Trang cũng rụt rè lắm à? Trang thì không rụt rè, cho em nghĩ cái đó là nó có sẽ có thể bù đắp được. Nhưng mà với Trang thì chị nghĩ là Sơn... kiên trì một chút. Tại vì Trang nói chung là có những cái Trang tính tình rất là thẳng thắn, kiên trì một chút thì sẽ ok. Dạ. Còn chuyện hai bạn ở xa nhau thì cái đó thì chắc là nếu như mà đã ông mối ông tính thử ông qua ông coi bên nhà gái tôi cái coi nè. Cái chuyện xa là không có quan trọng ở đây. Dạ con chào chú. Trời mặt dễ thương quá trời. Hai đứa nó cũng gọn gọn như nhau nè. Tại vì con bị sụt sửa trễ. Mình có thể luyện tập được. Con có chơi thể thao gì không?
Dạ, lúc trước thì con hay thi đấu kéo co. À dạ. Dạ. Hèn chi kéo quá nó xệ vậy đó hả? Nó sổ đó. Hai đứa đều có khuôn mặt rất là đáng yêu luôn. Ồ, dễ thương, mặt bên đây cũng dễ thương, bên đây cũng dễ thương á. Bây giờ con Sơn đi với ai này Sơn? Dạ, con đi với mẹ, bạn và bà ngoại, ngoại tư. Ôi, chào bà ngoại, chào mẹ, chào cả nhà luôn ha. Mình là mẹ của Linh Sơn. Hồi giờ mẹ đến đây thì mẹ không biết nói gì. Và nếu mà con đồng ý thì mẹ đồng ý. Có lẽ cô đang khóc đúng không? Xúc động. Tại, xúc động đúng không? Dạ. Tại sao cô lại xúc động như vậy? Tại vì thấy hai đứa cùng tính cách, hai đứa tướng phù hợp với nhau, hai đứa rất là xứng. Cô có mong mà Sơn sớm đưa con dâu về không? Dạ rất mong. Nếu mà hai đứa không đến chương trình thì thôi, nếu mà đứng đến chương trình này rồi thì thôi, hai đứa cho nhau một cơ hội. Dạ. Bây giờ vậy cho hai trẻ trẻ gặp nhau đi nha. Thank chú, thank chú. Hồi nãy có nghe chú có đói bụng không chú? Tôi nói với con. Dạ con có gì con? Dạ bánh. Bánh con làm, con mời chú với bạn em. Trời cảm ơn con. Trời nó tốt quá ta. Nói được à con? Dạ. Chú chấm ngay từ đầu luôn rồi đó. Trời ơi. Cảm ơn con nha. Dạ. Rồi xong cô ngồi đây là đưa chú hết nguyên hộp. Dạ đó, chút nữa được con tặng cô ghiên. Ghiên hả? Ghiên. Dạ. Ừ. Nhỏ này tôi cũng chấm nó từ đầu luôn á. Lấy lòng ông Mai ha. Cho ông cái nắp đi nha. Đây cho cái nắp đi. Ăn đây mất cỡ quá chứ. Bốn cái bánh này không đủ chú đâu. Chú ăn xong mở rồi. Rào đi. Mở rào cho hai trẻ chú nó gặp nhau. Chú ăn xong để chú nhập hội với Sơn luôn. Vừa thôi, luôn. Mở rào đi bà con mở ơi. Mở rào. Thơm quá. Dạ chị bạn. Cái này là một ly trà sữa. Thì con gái mà ai cũng thích trà sữa hết nên là mình không có gì tặng bạn cái ly trà sữa. Mình cũng thích trà sữa. Thôi. Đưa đây, đưa đưa cô cầm. Bớt uống trà sữa là đi con. Mình thì sở thích là đi du lịch cho nên là mình tặng quả địa cầu là hy vọng là mình có thể cùng bạn đi du lịch những nơi mà mình thích. Không, mình cùng sở thích á. Dạ. Cảm ơn bạn. Cho anh hỏi là cái cảm giác lần đầu khi mà gặp anh thì em có cảm giác như thế nào? Dạ. Có giống phù hợp với cái mẫu bạn trai của mình không? Dạ, em thì mẫu bạn trai của em đơn giản lắm. Chỉ cần biết quan tâm và cùng tần số với em là được rồi ạ. Vậy cho anh xin hỏi thêm là cái tần số của em là tần số mấy? Dạ là em khi em gặp bạn thì em giỡn hơi nhây. Với một phần là em cũng thích nấu ăn nhưng mà em lười rửa chén lắm. Ai rửa chén giùm em thì em thích lắm ạ. Mình có cùng sở thích, cùng tần số luôn. Thích nấu nhưng mà ghét rửa. Dạ. Vậy hai đứa mua chén nhựa về ăn đi. Gặp em lần đầu tiên anh có gì bất ngờ hay là anh có ý kiến gì không ạ? Cái này thì nói chung là không bất ngờ. Tại vì mình không có quan trọng là cái ngoại hình. Dạ. Quan trọng là cái tính cách. Dạ. Mà khi mà nghe em nói về cái tính cách của em là hơi nhây á. Dạ. Thì nó lại kiểu là có thể là đúng tần số với nhau. Tại vì khi giỡn là cũng rất là nhây. Dạ. Thì em cũng có nhiều tật xấu lắm. Em thì cũng hay nóng tính như rất thẳng. Cho nên em sẽ cố gắng tiết chế lại. Thì nếu mà nhiều khi em nóng quá thì anh cũng thông cảm bỏ qua giùm em. Cái đó có thể anh bỏ qua được. Dạ. Còn về cái chuyện hẹn hò. Dạ. Thì nếu mà khi mà hai mình đã cho nhau một cái cơ hội yêu xa. Dạ. Có thể là một tháng chỉ xuống Kiên Giang một lần. Thì em có cảm nghĩ gì? À, nếu mà anh xuống không được thì để em lên cũng được, không sao hết. Trời ơi. Thì cái này anh chịu, cái này anh chịu. Nếu mà hai đứa yêu nhau vậy thì bao lâu mình về chung một nhà? Chứ để yêu xa hoài mệt mỏi lắm. À dạ, ba con ra điều kiện cho con là tháng 6 năm sau con phải lấy chồng. Sao nè, Sơn có ý kiến sao về cái điều kiện này nè? Nếu mà bác trai ở nhà mà đã nói tháng 6 á. Dạ. Thì có thể là sớm hơn dự định của anh. Dạ. Tại vì anh dự định là có thể tới cuối năm. Dạ. Nếu được thì có thể là cuối năm sau. Dạ. Làm luôn đi. Ra gì anh cưới em luôn. Em muốn sau này là trai hay là gái? Con gì cũng được, miễn sao là con của hai người là được rồi. Lại là một câu rất là trùng tần số với nhau. Dù trai hay gái miễn là con của mình. Dạ. Rồi tiền bạc, kinh tế ai quản lý? Kinh tế là chắc cho anh nói trước. Sau này là khi mà về chung rồi á, nếu mà được anh có thể đưa em nếu em cần. Nhưng anh chắc chắn là anh sẽ không đưa hết số tiền mà anh kiếm ra. Dạ. Tại vì anh còn phải để phòng thân. Kể lại anh nói trước nên dạ. Là cái này khỏi bỡ ngỡ. Em cũng biết mà, ai cũng có cái quỹ đen riêng hết. Đúng rồi, đúng rồi, đúng. Như vậy là kinh tế hai người tự chủ, tự quản. Rồi khi nào mà sẽ có một cái quỹ chung. Dạ đúng rồi. Đó, con. Hai chồng đó tháng bỏ vô cái quỹ chung đó bao nhiêu. Dạ. Để chi tiêu. Dạ. Rồi bây giờ nè. Dạ. Nam tiến tới nắm tay bằng nữ nào? Ai truyền nhau cảm xúc
nhìn thẳng vào mắt nhau nào. Đó. Trời, tay lạnh. Tay luôn Sơn. Đó, nhìn thẳng vào mắt bạn gái đi. Có bước nói gì với bạn gái hay hát tặng bạn gái, đứng gần gần nhau xíu, sao vậy, giống kéo co vậy? Hát hả? Anh xin hát tại cái một đoạn trong bài hát Tình Khúc Vàng. Dạ. Ngồi bên em cũng đàn hát lên tình khúc vàng, bao nhiêu âu lo đời vụt tan, ngày mai xa nhau rồi phút giây còn muốn lời. Em ơi bao nhiêu điều chưa nói, nhớ từng hàng cây, nhớ từng con phố, bước theo em bên quanh hỡi tình say. Nhớ về dòng sông ấm lòng mùa đông, nụ hôn ta trời vơi theo cơn sóng. Dạ. Đó thôi. Dạ. Mình đáp lại đi con, bên nhà gái mình đáp lại đi. Trên đường đi lễ xuân đầu năm, qua một năm rụt rối tơ tầm, năm mới nhiều ước vọng chờ mong, mây nhiều rồi ít nhóng trong, vui cùng pháo đỏ rượu hồng. Em cũng hết thuộc rồi. Hay. Rồi, rồi, rồi. Rồi. Về ghế ngồi đi nào. Dạ. Chúng ta đã nói chuyện với nhau rồi, có sự góp ý của hai gia đình rồi. Hãy hướng mặt về phía trước, nhắm mắt lại, kiểm tra con tim mình một lần cuối cùng xem đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không. Nếu đúng, nếu trái tim mình thật sự rung động, chúng ta đừng ngại ngùng bấm nút. Còn nếu không, khỏi bấm. Sau 3 tiếng đếm chúng ta quyết định điều đó. Suy nghĩ thiệt kỹ nha. Rồi cô đếm nè. 1 2 3. Hết thời gian. Nắm tay nhau nào. Nhắm mắt vô cái tôi mở ra trái tim nó đỏ tươi vậy đó. Đó. Bây giờ là Sơn, ba mẹ của bạn gái đang xem truyền hình ha. Dạ. Sơn nói gì đó, tức là xin phép gia đình cho tụi con hẹn hò với nhau. Hẹn hai bé một ngày không xa, con sẽ xuống Kiên Giang và xin thưa chuyện với hai bé. Thôi rồi con. Dạ, con xin phép hai bác đang xem truyền hình ở nhà. Nay là ngập đầu tiên thì con cũng xin một nụ hôn gửi cho em, để khi em về Kiên Giang em sẽ nhớ cái nụ hôn của cha nhà bè. Nhà hàng máy lọc nước cao cấp Makano tặng bạn voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm Makano tại các đại lý chính hãng toàn quốc. Máy lọc nước phong thủy Makano thiết kế độc đáo, lõi lọc ceramic siêu bền, màng lọc RO nhập khẩu từ Mỹ. Đặc biệt, máy lọc nước ion kềm dầu hydrogen đem đến nước sạch và tốt cho sức khỏe. Nếu hai bạn tiến đến hôn nhân, Makano sẽ tặng máy lọc nước phong thủy ion kềm trị giá 13.800.000 đồng. Makano phong thủy ngũ hành vượng khí thăng hoa, gửi tặng các bạn máy nước nóng Senton nhập khẩu Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu Thái Lan, bảo hành 1 đổi 1 năm đầu với tổng giá trị 7 triệu đồng. Các bạn sẽ nhận thêm một bình nước nóng Atlantic thế hệ mới khi tiến đến hôn nhân. Thưa quý vị, chúng ta đã đến với hai câu chuyện ngày hôm nay, một cái kết rất là đẹp. Hy vọng rằng tất cả mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với hai cặp đôi ngày hôm nay. Cảm ơn nhà hàng Mắc He đã đồng hành với chúng tôi. Sản phẩm có mặt trên thị trường 10 năm qua, Mắc He cam kết hoàn lại 100% tiền nếu không mọc tóc sau 3 tháng sử dụng. Hẹn gặp lại vào lúc 15:20 chủ nhật và 22:45 trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Mời các bạn xem bản muốn hẹn hò trên ứng dụng truyền hình Netclub. Các bạn có thể tải ứng dụng không chỉ xem bản muốn hẹn hò và các bộ phim hấp dẫn, các chương trình thể thao mà còn có cơ hội kết đôi hẹn hò trực tuyến tại đây. Còn bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Bạn là tên giàu, bạn kêu tên thơm, giàu thơm. Em ở quận 7 công việc tốt không? Dạ, nhưng mà em sẵn sàng đi theo chồng ạ. Cho nhau một cơ hội để đến kết hôn nhân thì càng nhanh càng tốt. Mẹ hả? Tôi phấn khởi. Em là người sống tự lập từ bé, thì đến 5 tuổi thì em đã sống xa gia đình rồi. Em chỉ mới mức độ là thích đơn phương thôi. Khi mà nói thì người ta đi lấy vợ nhanh hơn. Cao thì em cũng không đòi hỏi cao, bởi vì em cũng không có cao nữa. Em mong muốn là bạn đó dạ phải biết uy tín nè. Dạ, tại vì em làm máy á, em hay phá máy lắm, nên là em cần một người về để sửa máy cho em. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò được phát sóng vào lúc 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền Hình Thành phố Hồ Chí Minh.